chuyện tâm tình. Nửa đêm xa lạnh bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài. Gác sông biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa... Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Victor 7 màu. Tên chính thức của nó là Victor UX55. Dàn này lỗi CD, chức năng MD hoạt động ok và chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Mình đang nghe nhạc qua ngõ AUX đang kết nối với điện thoại. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng. Nhắn tin Zalo cho em để em gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo nha. Dàn này kích thước tương đối nhỏ gọn vô cùng. Chiều cao của lo là 22cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Sử dụng tốt cho phòng 25m2. Hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V. Nhà các anh có ổn áp thì mình cứ lấy điện 100-110V ra sử dụng cho bộ dàn, khỏi cần mua đổi nguồn mất công tốn kém. Còn nếu mà các anh muốn tiện thì cứ mua cục đổi nguồn, mình gắn phía sau dàn, ghim vào điện 100V để sử dụng. Cục đổi nguồn bên em bán giá là 200.000. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà, chỉ cần cho địa chỉ là em ship hàng tận nơi cho mình. Mua hàng bên em có hai cách thanh toán, một là chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các anh một cái jack AVR 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hoặc mình không muốn chuyển đủ thì cứ vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi mình nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship. Bát của lo là 10cm. Đây là dàn Victor mà hầu như bên Nhật họ sử dụng rất là nhiều. Vì có những ưu điểm sau. Đầu tiên là lấp lánh đèn 7 màu rất là đẹp, thay đèn ngủ được, thay đèn phòng khách để ban đêm rất là lấp lánh, đẹp mắt. Thứ hai là giá thành cực kỳ hợp túi tiền. Cái thứ ba đó là chất âm, cái này là cái quan trọng nhất. Chất âm vượt ngoài tầm giá, bắp, trép, đâu ra đó, nịnh tay người nghe. Mình nghe nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen đều ok. Chép thì vang, bắp thì sâu. Nên đây là bộ dàn rất là nhiều người ở bên Nhật họ mua và họ sử dụng là vậy. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại rồi, thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng MD cho mình tham khảo. MD là đĩa của Nhật. Bây giờ để em bắt bài số 5 nha. Bài Tạ Từ Trong Đêm. Hình như bài 9 đi. Lại chuyện hai chúng mình. Bên em có bán khiển học, các nào có nhu cầu mua kèm vàng thì liên hệ em. Với anh SM của vàng là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam nha. Chuyến đò vĩ tuyến số 6 là gì đây? Không bao giờ quên anh. Mình nghe bài này đi, bài này có vẻ hay hơn. Bây giờ em sẽ quay mặt sau, ngồi ao ít cái nói điện thoại, TV, máy tính. FM là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam, cắm anten vào đài nghe radio, công suất âm ly là 49W, công suất loa là 48W trên cặp loa. Góc cạnh của loa tương đối khá ok, không có gì để chê hết nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em chốt hàng cho mình. Chuyển đủ em sẽ tặng mình cái sắt cắm vào điện thoại. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình cho trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm. Cho đến hôm nay với nức nở
trần